Chào các bạn, hôm nay chúng sẽ review cho các bạn biết là khi mà mua một chiếc Rolex mới thì bên trong nó sẽ có những thứ gì nhé. Thì cái này trên tinh thần là chia sẻ để cho những bạn mà đam mê đồng hồ nhưng mà chưa có cơ hội được đập hộp một cái chiếc Rolex nào hết thì cũng biết được rằng bên trong Rolex chuẩn là phải có những cái như thế nào đó, những cái món phụ kiện nào, những cái đồ này kia đầy đủ hết, đầy đủ hộp của nó là như thế nào. Có thêm kiến thức biết đâu sau này các bạn có tiền các bạn lại có thể mua được thì cũng tốt mà. Nói chung là review thôi. Đây là chiếc cover box của Rolex, thì nó sẽ có một cái gồm có 3 lớp. Cái lớp bên ngoài này là cái lớp hộp giấy. Đây, bóc cái lớp cover box ra. Cover box là để bảo vệ. Rồi, xong các bạn sẽ thấy là nó có logo vương miện Rolex. Mở cái hộp giấy này ra. Rồi, mở ra chúng ta có một cái hộp màu xanh. Đây, mọi thứ làm bạn tốn tiền nó chỉ nằm trong cái hộp màu xanh này thôi. Đây là chiếc hộp chuẩn của Rolex. Dạ lên. Đây thì một cái hộp của Rolex thì nó nhìn đơn giản như vậy thôi. Đây là chiếc đồng hồ. Thì nếu bạn mua mới thì nó sẽ có tag. Trên tag này nó sẽ có serial number. Có đời mà có model đồng hồ luôn, 126331. Cái này là mẫu demi điểm vàng, cọc số kim cương mặt nâu, size 41. Mẫu này là một mẫu cực kỳ hot. Hiện tại bây giờ nếu mà đặt mới thì phải là tầm 14.000. Đây serial number. Rồi thì đây là đồng hồ. Thì giờ chúng ta sẽ coi cái sách. Nhìn lên phía trên, mở cái này ra, trong này nó sẽ có sách hướng dẫn sử dụng và thẻ bảo hành. Thì nó bao gồm có cái này là thẻ bảo hành. Đây, Guarantee Manual Worldwide Service. Đó. Còn cái này là giới thiệu về dòng Oyster Perpetual Datejust, cách sử dụng, cách thu mắt dây này kia các cái. Không? Cái này thì cũng hướng dẫn nhưng mà bằng ngôn ngữ khác. Cuốn kia tiếng Anh, cuốn này tiếng Hoa. Đó, chỉ cách set up ngày giờ, cách thu mắt dây này kia các cái, đều hướng dẫn hết trong này. Rồi, Guarantee Manual Worldwide Service của Rolex cũng có rất là nhiều ngôn ngữ, nhưng mà chắc chắn là không có ngôn ngữ tiếng Việt rồi. Rồi, đây, cái quan trọng nhất là cái thẻ. Trên thẻ sẽ có là serial number, model. Đây, thì cái chiếc đồng hồ này là một chiếc đồng hồ lướt, khách được tặng nhưng mà gần như là họ không dùng, nó còn đầy đủ hết luôn. Thì nó cũng chẳng khác gì mới cả, mình review cho các bạn xem. Tại vì nó quá đầy đủ nên mình phải review. Đó, thì khi bạn đập hộp mới là mọi thứ nó đều phải có đầy đủ như vậy. Name of Official Rolex Retailer. Này là mua ở Hồng Kông. Purchaser là tên của người mua thì người ta không cung cấp nên không có ghi. Ngày mua. Đó, đây là thẻ chính hãng của nó. Khi mà bạn, đây là mẫu thẻ mới, tại vì cái con này là được giới thiệu năm 2017 và là một cái mẫu rất là hot từ năm 2017 tới nay. Mẫu này thì nó sử dụng máy mới tích cóp lên đến 70 giờ. Đối với Rolex thì dòng này là gọi là 6 số. 6 số là bạn đếm là 1, 2, 6, 3, 3, 1. Thấy không? Đó là gọi là 6 số. Thì 6 số serial number của nó sẽ nằm ở ngay cái góc 6 giờ.
Bạn nhìn vô bạn bạn sẽ thấy nè, cái chữ Rolex bỏ đi, kế tiếp bắt đầu từ 0 nè. 01A đây nè. Đó, thì nó giống nhau hết. Đó, là cái serial number nằm đây. Và đương nhiên là cái đời, cái model và cái serial number nó cũng có nằm ở hai bên càng này nữa. Gỡ cái này ra là sẽ thấy, nhưng mà thường check thì chỉ thường check đơn giản vậy thôi. Và ngay cái cọc 6 giờ nó sẽ có cái logo vương miện, logo Crow. Thì cái logo đó là bạn phải có cái lúp chuyên á, cái lúp chuyên để bạn nhìn thì bạn mới nhìn ra, chứ nhìn mắt thường thì cũng khó lắm. Đây. Đó, rất là đẹp. Đó, tác tiết là phải đầy đủ. À quên, còn một chi tiết nữa là cover. À, cái này nó gọi là bezel protect. Cái này là để nó ập vô để bảo vệ cái vành. Đó, khi bạn mua cái đồng hồ mới của Rolex khui ra là phải có như vậy. Bezel protect. Cái này thì hãng họ làm để chỉ bằng nhựa thôi. Chỉ bằng nhựa thôi nên không vấn đề gì. Chủ yếu là bảo vệ thôi. Rồi đó. Rồi xong. Đó là những cái cơ bản mà chung muốn cho các bạn biết là tập hợp Rolex thì nó có gì. Thế thôi. Hợp, đơn giản. Rồi. Nói chung là cũng hết nội dung để nói rồi. Có bao nhiêu nói hết rồi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ. Bye bye.